Hôm nay anh thức khuya thế. Anh đang bận làm việc à? Anh đừng thức khuya quá nha. Xong việc thì ngủ sớm để mai còn đi làm nữa. Chúc anh ngủ ngon và có một giấc mơ thật đẹp. Cảm ơn em cũng vậy nha. Chúc anh một ngày tốt lành. Anh đang làm gì thế? Anh đã ăn tối chưa? Hôm nay Sài Gòn mưa, mà bây giờ mình ăn cái gì nóng nóng thì nó sẽ tuyệt vời anh nhỉ. Nhắn tin nhắn hoài nhưng mà chờ đợi một tin nhắn người ta trả lời lại một cái, rồi xong cái người ta lại im luôn, người ta không xem tin nhắn của mình luôn, thì cái cảm giác đó chắc là nó sẽ hụt hẫng lắm hả? Anh có bao giờ trải qua cái cảm giác đó chưa? Anh không thích việc mà xin, có nghĩa là xem xong mà không hồi âm. Mà điều này nó không chỉ xảy ra đối với người yêu đâu, mà tất cả nhiều người nữa, bạn bè hay là người thân gì đó. Nếu như mà đọc tin nhắn của anh mà anh không trả lời, tức là anh thấy là ở đây là không có sự tôn trọng mình. Còn trong tình yêu đó, mà như vậy đó, là mình dễ nổi điên lắm nha. Thật ra thì cái này cũng theo như em đọc được cái đoạn tin nhắn của hai người này, của cô gái nhắn cho anh này, thì hai người vẫn chưa trong một cái mối quan hệ nào hết. Chỉ là chắc là cô gái này thích chàng trai này, muốn cua hay là muốn theo đuổi, hay là gọi là thả thính rồi này kia, quan tâm. Thật ra là phải thừa nhận là cô gái trong cái đoạn tin nhắn vừa rồi á, không dừng lại ở chủ đề là yêu đơn phương đâu, mà cô ấy đang là si mê, si tình, thậm chí là trồng cây si, và đang nhen nhóm cho mình một cái tình cảm đối với một cái người ở phía đối diện. Gọi là khi mà yêu người ta bị mù quáng á, người ta bị cuốn vào đó, cho nên là đôi khi người ta không nhận ra là người ta đang si tình. Người ta chỉ thấy là tôi làm những việc đó là đúng đắn với tình yêu của tôi thôi. Có người nào mà theo đuổi em một cách điên cuồng chưa? Hay là si mê em chưa? Có nhiều người ấy, giống như có sao đào hoa chiếu mệnh á, nhiều người mê, nhiều người thích lắm, mà không hiểu lý do tại sao. Chắc là do tự nhiên mình có một cái năng lượng nào đó, mình tỏa ra một cách rất là tích cực, hay là thu hút người khác để cho người khác thích mình. Mặc dù nhìn thì mình cũng cảm thấy mình bình thường như những cô gái khác thôi, cũng như là nhìn thì cảm thấy anh bình thường như những chàng trai khác thôi, nhưng mà nó có một cái sự thu hút kỳ lạ gì đó ở cái người khác phái. Thì cái chuyện đó không giải thích được. Nhưng mà về cái chuyện bây giờ mình tìm sâu đến cái chuyện cái người si mê đi, anh kể em nghe những câu chuyện mà người ta si mê anh, gọi là si tình, trồng cây si trước nhà anh luôn coi. Thì bản thân anh cũng là một trong những cái người gọi là si tình, và anh cũng đã từng rất là kiên trì theo đuổi. Anh còn nhớ là anh gặp người ấy ở Đà Lạt. Thì lúc mà người đó đang ngồi đánh đàn, đang đánh piano, là tại vì lúc đó là sau khi mà anh dẫn chương trình xong á, thì thay vì mà đón chuyến xe để mà về lại trung tâm thành phố, thì anh lại đứng ở ngoài để nghe cái tiếng đàn piano đó. Và anh cảm thấy ôi sao cái tiếng đàn này hay quá. Thế là thay vì xe đến rồi thì về đi không, ngưỡng lại, xong rồi đợi người đó đánh hết bài mới ra để kiếm cớ chào hỏi làm quen. Cũng ngựa lắm em, cũng đến bảo là ôi sao em đánh đàn hay thế, thế em học đàn lâu chưa, rồi kiểu giống vậy. Thì người ta cũng kiểu thấy mình, người ta cũng lịch sự, dạ cũng lâu rồi, ABCD đủ kiểu. Xong không chịu về, cũng bày đặt ngựa ở lại, xong rồi mới hỏi số điện thoại, rồi cũng hỏi tin nhắn làm quen. Thì hóa ra người ta là người Hà Nội, chứ không phải là ở khu vực này. Rồi cái về cũng kiểu giống như là anh giữ cái mối liên hệ đó. Rồi khá là đặc biệt đó là cứ vào những cái ngày như là Noel hay là Tết á, anh sẽ kiếm cớ anh bắt đầu anh gửi những cái tin nhắn làm quen chào hỏi, rồi sau gửi những cái món quà ra đó. Anh rất là lì, cho nên là anh cứ sẽ làm cho kiểu mưa dầm thấm lâu á, và anh cứ nhớ là anh chinh phục bằng tình cảm. Rồi cứ mỗi lần mà anh có công việc, anh sẽ cố gắng nhận show để mà bay ra Hà Nội rồi tìm gặp người đó. Từng cơn gió khẽ vô tình
chiếc lá lì cành buông xuống lòng đường. Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn ngồi, em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến dù khiến em sẽ lạnh, đừng lo vì con tôi đây. Cơn mưa buồn rất lâu, tôi nhìn em đó mà em không nói, khiến cho lòng tôi bồi hồi. Trong ngàn mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi. Một mùa đông em đứng đó, một mùa đông em đêm. Nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn ngồi, em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến dù khiến em sẽ lạnh, đừng lo vì con tôi đây. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu, tôi nhìn em đó mặt em không nói, khiến cho lòng tôi bồi hồi. Trong ngàn mắt em lòng lạnh muôn ngàn tuyết rơi. Một mùa đông em đứng đó, một mùa đông em đêm. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu, tôi nhìn em đó mặt em không nói, khiến cho lòng tôi bối rối. Trong ngàn mắt em thấy lòng lạnh muôn ngàn tuyết rơi. Một mùa đông em đứng đó, một mùa đông em đêm. Nhưng mà cái việc mà trồng cây si của anh rất là may mắn là người ta đã hồi đáp lại, mặc dù là phải tới một năm mấy. Còn có nhiều cái trường hợp mà trồng cây si trong cuộc sống á, không có thành công. Còn với bản thân em á thì cũng có nhiều anh trồng cây si em lắm, đeo đuổi, theo đuổi nhiều năm trời. Mặc dù em quen người này, em hẹn hò với người kia, nhưng mà cái tình cảm của người đó dành cho em nó vẫn không phai nhạt. Vẫn là theo đuổi, dõi theo từng bước chân của em. Rồi khi mà em cần á, hoặc là em chỉ cần liên lạc một cái, em chỉ cần hỏi là khỏe không, như thế nào, dạo này sao rồi, là rất là mở lòng. Thậm chí là có cái anh đó, anh thích em trong cái khoảng thời gian mà em không có bồ á, thì em với ảnh cũng hay nói chuyện giống như là bạn bè với nhau vậy đó. Và ảnh biết là em cũng không có thích ảnh, nhưng mà ảnh vẫn thích em. Rồi nói chuyện, rồi tâm sự với nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe hết. Rồi có nhiều khi em cần ảnh giúp đỡ nữa. Em đi làm, lúc trước em không có chạy xe máy được á, xong rồi em cũng không có phương tiện nào để di chuyển, thì em gọi cho ảnh bất cứ giờ phút nào nha anh. Em gọi chỉ cần nói là có nhiều lúc anh bận thật, nhưng mà anh nói em ráng chờ anh đi, một tiếng sau anh giải quyết xong công việc em chạy qua liền. Em ráng chờ anh đi một tiếng rưỡi sau, hai tiếng sau, thì đúng một tiếng rưỡi, hai tiếng sau là anh có mặt liền. Có nghĩa là anh luôn sẵn sàng để chờ em chỉ cần ngỏ lời một cái là anh sẽ xuất hiện trước mặt em, giống như một vị anh hùng vậy đó. Nhưng mà em chả hiểu sao em không có bị cảm, gọi là em bị cảm động thì có cảm động, nhưng mà em không có cái tình cảm đặt cho anh đó. Em không, giống như là
gọi là cái duyên á, mình không có duyên với nhau, mình không thể nào yêu nhau được hay sao, em cũng không biết nữa. Cái đó là cái cảm xúc ở trong con người em. Em rất là quý, em trân quý cái tình cảm đó. Và giống như bạn bè, đôi khi là em thấy anh giúp đỡ em nhiều quá thì em trả ơn anh bằng cách là em sẽ mời anh đi ăn một bữa. Mặc dù anh luôn dành trả tiền nhưng mà em luôn nói là bây giờ em sẽ mời anh, coi như là bữa giờ anh giúp em, anh phụ em này kia nọ. Thì anh nói là anh không cần những điều đó. Thì em biết anh cần cái gì ở em đó. Nhưng mà em thì em bị cái tính hơi sòng phẳng tí xíu, có qua có lại. Tại mình muốn giữ cái mối quan hệ đó, mình quý cái mối quan hệ đó, cho nên mình muốn giữ. Chứ hồi lúc đi học á thì nhiều lắm, nhiều những cái anh chàng mà trồng cây si. Mà giống như em có kể anh nghe một lần, đó là cái anh chàng đó là 3 năm trời viết thư tay cho em và chạy theo em từ trường về nhà. Có nhiều khi từ nhà lên trường nữa. Từ nhà của bạn đó tới trường thì không biết là bao nhiêu cây số nha, nhưng mà từ nhà em tới trường là 8 cây số. Thì ngày nào như ngày đó anh đều đi theo em để đi về, đi phía sau lưng thôi, không nói gì hết á, cứ chạy theo phía sau lưng, cứ chạy mãi. Mà cái đó gọi là đúng kiểu trồng cây si luôn á, si tình, si mê đến mê muội luôn. Rồi có một anh nữa là cứ ngày nào em đi học á, em chỉ chạy xe thì ở phía sau á, cứ chạy xe lên xong rồi ở trước có cái bội á anh, cái bội xe để mình để cái cặp táp á, thì cứ chạy lên xong rồi một ngày thì một miếng bánh mì, một ngày thì một cái hoa, một ngày thì nói chung là một cái món, những cái vật lưu niệm nhỏ nhỏ đó, mỗi ngày mỗi cái vậy đó. Mà em á lúc đó em bị khó chịu, tại vì em nói là đừng có, trong lòng em á là đừng có đưa cho em những cái này. Cái thứ nhất á là em không cần, cái thứ hai là sẽ mất nợ, em khó chịu, em không thích cái điều đó. Mà em nói thẳng luôn, em nói là em không thích, đừng mua nữa. Tại mua bánh cho em đâu bao giờ ăn đâu, em đưa bạn em ăn. Mặc dù em thích cái bánh đó và em sẽ cầm cái tiền của em đi mua một cái bánh khác giống y như vậy để em ăn, chứ em không ăn cái bánh của anh đó tặng. Em không hiểu tại sao em lại có một cái tính gọi là dứt khoát như vậy. Xong có một lần đó là đến đỉnh điểm, là nhiều lần anh ấy bỏ đồ vào trong bội xe của em rồi em vẫn cảm thấy khó chịu và em không trả lại được. Thì có một lần đó, chả biết cái cơn gọi là nó dồn nén ở đâu trong người em á, thì ảnh thảy vô cái bội xe của em một lá thư và một cái bình thủy tinh mà nó có nước màu lợn cợn á, cắm cái hoa ở trong ngày xưa mình hay có anh, cái quà lưu niệm á, và một cái bình thủy tinh như vậy đó. Thì ảnh chạy lên, em đang chạy xe đi học với bạn bè, nói chung nhiều người lắm, tại mỗi một buổi đi là đi một hàng dài á, thì ảnh chạy lên ảnh bỏ cái đó vào trong bội xe của em. Thì cái ngày đó là cái đỉnh điểm nha anh, em cầm cái đó em giục xuống đường luôn, em đang chạy xe em cầm giục bóp, mà cái đó nó là thủy tinh mà, bóp em nghe một cái beng luôn. Tại em lúc em giục em không nhìn nó là cái gì, nhưng mà em nghe cái beng cái em cũng bị giật mình, cái gì vậy trời, cái đó là cái gì vậy. Cái xong em cũng chạy đi luôn. Xong cái buổi chiều ngày hôm đó thì trời mưa rất là lớn, em ở trong nhà, em đi học về rồi em ở trong nhà, thì em vô tình đi ra trước sân, em thấy cái anh đó anh đứng ở trước cửa nhà em, anh đứng em thấy anh xé nè, xé, xong anh quăng. Cái xong anh đi, anh lái xe anh đi. Em thức dậy em đi xuống dưới sông em coi, em xuống dưới đường á, phía dưới sông em coi là gì. Đó là lá thư viết cho em mà em đã quăng á anh. Trời ơi, chữ viết lem luốc hết trơn, dính bùn, dính sình gì, những cái miếng nhỏ. Cái hình ảnh đó nó còn ám ảnh trong đầu em tới giờ luôn á. Và từ đó về sau anh không có cua em nữa. Giống như là em làm cho người ta bị tổn thương, một cái tổn thương quá sâu nặng á. Ra hết tất cả thay vì ngồi lặng yên nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh, không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể ngắm anh từ xa âu yếm hơn. Càng muốn sống bóng chóc thu bé lại vừa bằng một cô gái.
và từ ai ánh mắt anh hồn nhiên đến là nhiều lần em mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi cạnh anh nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh. Khao khát được yêu, được chờ mong tái sơ, ai nhắc đưa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy, được ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Tôi xin lỗi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa. Ôi em ơi, cả nguồn sáng. Cháu thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ rồi nè. Sớm si tình nó có nhiều cấp độ lắm em. Ví dụ như trong trường hợp của em á, là cái anh đó anh si tình nặng á. Si tình nặng có nghĩa là sao? Là người ta đã từ chối rất nhiều lần, đỉnh điểm tới mức mà có thể nói là như cái hành động là ném cái vật thủy tinh đó rớt xuống đường để bể tan tành luôn á, để cho thấy rằng là người ta đã cự tuyệt với tình cảm của họ. Nhưng mà có nhiều người vậy nè, người ta trồng cái cây si của mình nhưng mà họ không có dám bộc lộ, bởi vì sao? Họ tôn trọng người khác cũng như là sợ người khác bị tổn thương. Nhưng mà vô hình chung họ càng im lặng thì người khác lại càng tấn tới, và nó xảy ra những cái vấn đề dở khóc dở cười mà nó gần như kiểu giống như cái anh chàng mà si tình như trong em anh còn lịch sử đó. Chứ có nhiều trường hợp mà những cái người si tình á trở thành giống như là khủng bố và đe dọa người khác. Anh nghĩ là với những mức độ nhẹ nhàng thì nó dễ thương, nhưng đừng đẩy nó mức độ lên mức nghiêm trọng quá thì anh nghĩ là cái người mà nhận được cái sự si tình họ cũng sợ, đúng không? Họ cũng lo lắng thật cho bản thân của mình. Có rất nhiều phút giây em cũng bị sợ trước những cái trường hợp như vậy. Có nhiều lần em nhớ có lần đó là có một cái bạn đó, bạn thích em, thích vô cùng thích luôn á. Mới đầu bạn thích em lắm, em cũng cảm thấy thích thì thích, tại em cũng nhiều người thích cho nên em thấy chuyện đó bình thường. Cho đến một ngày nọ, bạn đó bạn nói thích em mà em không thích lại á. Bạn chặn đường em hoài, anh ngày nào em đi học về cũng chặn đường em khóc quá trời luôn á. Em khóc đến mức chặn đường em lại, chẳng biết làm gì, cứ hùng hổ đứng nhìn em như vậy à. Nhìn chằm vào mắt em, nhìn hoài như vậy nè. Em kêu là buông ra cho em đi về mà cứ không đứng nhìn em vậy đó. Xong em khóc quá trời, đến nỗi em phải về em nói với ba em luôn á. Em nói với ba em, với anh em là cái bạn đó là ở cái chỗ cái khúc đó đó, cứ chặn đường con hoài, con đi học thì con sợ quá. Cho đến lúc mà ba em phải ra mặt là lại nói chuyện với cái bạn đó luôn. Thì có nhiều cái trường hợp đó làm cho mình cảm thấy sợ. Nhắc em nhớ tới cái bộ phim Mắt Biếc, em không thích nhân vật Ngạn đó, tại vì em cảm thấy là tại sao phải như vậy. Dù gì thì mình cũng là một người con trai, thì mình phải mạnh mẽ lên, phải xứng đáng là một người đàn ông. Mình phải nói ra để cho người con gái đó hiểu thì mới xứng đáng là người đàn ông chứ. Tại sao mình cứ giấu giếm hoài như vậy? Tại vì đối với bản thân em á, em sống thoáng, yêu là phải nói, mình đàn ông hay mình phụ nữ gì
đàn ông thì càng phải nói hơn. Yêu là phải chứng tỏ là mình yêu người ta để cho người ta biết, mình phải nói cho người ta biết để người ta có chấp nhận hay không. Tại mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình không được bỏ qua bất cứ một cơ hội nào hết. Tại vì cơ hội nó sẽ không đến với đời người mình nhiều lần, nó chỉ đến một hai lần rải rác ở đâu đó trong cái khoảng thời gian mình sống thôi. Cho nên mình phải nắm bắt cơ hội. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng siêu em ngây thơ. Có khi trong tim thức ngỡ làm mơ. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm duyên không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ có thì vu vơ nhanh quá, đâu nghĩ rêu đừng từ đêm dài như thế. Đời muôn ngã man xô kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Trên đất khách mối tình cứ thế phai nhanh, từ lâu thôi không nghĩ đến bên khi cô gái làm dịu em hồn đã khô. Dẫu không có đôi mắt sống mùa thu, câu chuyện đan lẽ xa xôi, niềm duyên không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi. Một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm ấy khiến thôn thất như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biết, nhìn giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh quá, đâu nghĩ gieo tương tư dài như thế. Đời muôn ngã man xô kịp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Lời yêu thương cô gái ấy, lời yêu thương cô gái ấy. Ở đây có một cái câu nói trong cái bộ phim nó đã trở nên rất là nổi tiếng. Đó chính là: ở đời có hai thứ không được bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, và hai là người yêu thương mình. Thì anh nghĩ cái này cũng khá là đúng. Anh nghĩ khá là đúng. Nếu như một người nào đó mà si tình và yêu thương mình quá, thì bây giờ đặt vấn đề ngược lại đi, liệu rằng người phụ nữ có nên cho họ một cái cơ hội hay không? Lấy một người chồng mà hy sinh và yêu thương và quan tâm mình đến mức như vậy, anh nói thật cũng đáng. Mặc dù hơi khờ, mặc dù hơi ngốc, nhưng mà anh nghĩ á, là phụ nữ liệu á, lấy một người si tình kiểu như vậy, anh thấy đâu có thiệt thòi đâu em. Cũng được đó chứ, cũng sướng đó chứ. Thì cái câu mà anh vừa nói trong cái bộ phim, cái câu chủ đề đó là cái mà em nói đó, là mình phải biết nắm bắt cơ hội. Tại cơ hội không xuất hiện nhiều lần trong đời mình đâu. Cho nên là dù cho anh xuất thân không ok đi nữa, nhưng mà anh là một người tốt,
một người mình sống tử tế, mình có nhân cách tốt thì mình xứng đáng được nhận nhiều thứ. Những chàng trai là mình có cảm giác mình thích cô đó, mình thử mình mạnh mẽ lên, mình mở lòng mình ra, mình thử tỏ tình một lần xem như thế nào. Em, quan điểm của em là như vậy. Hãy cứ nói thử một lời yêu coi ra làm sao rồi mình tính tiếp. Anh còn gặp một số trường hợp mà nó khá là đặc biệt nữa. Ví dụ như là si tình cô chị mà cô chị không đồng ý nên cuối cùng lấy cô em. Hoặc là si tình cô này nhưng mà cô này không thích nên cuối cùng lấy cô bạn thân. Có luôn. Và anh nghĩ là liệu chăng có phải là một cách để trả thù đối với người mà mình đã trồng cây si hay không? Cũng không hẳn đâu. Tại vì em nghĩ là tình yêu mà đôi khi có duyên có nợ mới đến được nhau, giống như anh Dương Long đó với vợ anh đó. Thật ra lúc đầu anh Dương Long cua em gái của Quỳnh Quỳnh mà. Xong rồi cua em gái Quỳnh Quỳnh không được, không chịu, cho nên là mới cua tới Quỳnh Quỳnh. Cuối cùng bây giờ hai vợ chồng sống hạnh phúc chưa? Đó, cái đó là do duyên nợ nữa chứ không phải, không hẳn là một sự trả thù. Tay đâu, tay nào. Quay suốt cả ngày từ khi gặp hôm nào đêm về tôi cứ xôn xao và thế là tôi yêu, yêu thật là yêu mà chẳng dám làm liều. You make me crazy 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 crazy, chẳng để em bên anh không một ai được tiến lại gần. Crazy 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 crazy, tiến tiến thôi, tiến thì tiến mà yêu được rồi. La 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 la. La 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 la, you make me crazy. La 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 la. I'm crazy, crazy, crazy. Yeah yeah. Crazy, I'm crazy, crazy. You make me crazy. You make me crazy. Crazy. Giữ chân kết liền yêu thương không còn tư vấn. Em mà có bộ chứ tự vấn. Mơ hoài mơ hoài mơ hoài, ngày đêm biết cứ nhớ hoài. Khi ăn một lần nhớ đi toi lại cũng nhớ, nghĩ đến là chỉ muốn thở dài. Em sao, tôi sao, chuyện cũ không cần thiết biết đâu. Bên nhau bao lâu, đến nhau chỉ đâu mình tính sau. Từ khi gặp em tôi đã kỳ lạ, ai gần em tôi sẽ kỳ đà. Ngoài đường hay nhà bất kể có ngày xa, không lẽ mà đêm như cơ. Từ khi gặp hôm nào đêm về tôi cứ xôn xao và thế là tôi yêu, yêu thật là yêu mà chẳng dám làm liều. You make me crazy 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 crazy, chẳng để em bên ai không một ai được tiến lại gần. Crazy 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 crazy, chẳng mình tôi điên thôi, điên nghe điên mà yêu được rồi. La 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 la. La 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 la, you make me crazy. La 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 la, you make me crazy. Nên tôi nghĩ về em, ngày nay tôi nghĩ về em. Vì em, vì em, vì em. Tăng tầm cũng vì em, không gặp lại điên rồi biết rồi quên. Vì em, vì em, vì em. Baby, you make me crazy. Sao ở hướng ê, sao lòng tôi cứ mãi say mê. Không nghe nếu chẳng thể nói hết, chắc đau lòng đến chết. Em ơi em hãy lắng nghe tôi. La 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 la. You make me crazy. La 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 la. You make me crazy. Crazy, you make me crazy. Crazy, crazy, crazy. Yeah, yeah. Có một cái người bạn, cái anh này thì anh khá là mạnh mẽ, anh làm gì anh cũng hay nói ra.
anh luôn gọi là thổ lộ mình chứ không có kiểu là nhút nhát như là ngạn đâu. Thì anh nghĩ là anh này sẽ phù hợp để chia sẻ tiếp câu chuyện cùng với chúng ta. Anh nghĩ là em biết nhân vật này, ca sĩ Jubin. Jubin xin chào anh Nguyên Khang, xin chào Buka. Xin chào Jubin. Xin chào tất cả mọi người nha. Dạo này anh Jubin ở nhà làm gì? Bởi vì cái mùa dịch thì không có đi diễn được, thế nên là Bin đang hòa âm phối khí với những cái bản nhạc của mình. Trong một cái khoảng thời gian như thế này thì Bin đang cố gắng là tập luyện nhiều hơn để cái kỹ năng phối khí của mình có thể là được tốt hơn nữa. Sắp tới là Bin sẽ có rất là nhiều sản phẩm chính tự tay Bin hòa âm phối khí luôn. Oh, wow, hay quá. Vậy thì ngày hôm nay anh mình gác công việc qua một bên tí xíu, mình đừng hòa âm phối khí nữa. Bây giờ mình phối hợp với em với anh Khang đi. Mình nói về cái vấn đề si tình đi. Tại vì em với anh Khang nãy giờ đang nói đưa ra những cái vấn đề về những người con trai hoặc là con gái si tình. Thì không biết là anh Chu Vin, anh có si tình bao giờ chưa? Hoặc là có gặp một cái trường hợp nào mà người ta si tình mình chưa? Thực ra thì cũng có một cái mà anh phải nói rằng là yêu đến mức mà anh lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cô ấy thôi. Anh đi tắm anh cũng nghĩ cô ấy, anh đi ăn cũng nghĩ đến cô ấy, nói chung là làm cái gì cũng nghĩ cô ấy, sáng ngủ dậy đánh răng cũng nghĩ đến cô ấy và chỉ muốn là gặp được cô ấy thôi đó. Thì có những cái lúc mà mình yêu đến điên cuồng đến mức mà thực ra họ không có muốn gặp mình đó, họ không muốn gặp mình nhưng mình làm đủ mọi chuyện, mình đảm mà rất là nhiều cái lý do để mà mình gặp được cô ấy đó. Thì anh cũng đã từng là yêu đến mức mà anh thực ra khi mà cô ấy không muốn gặp mình nữa ấy, thì anh đã ngồi thẫn thờ giống như là mình mất đi một cái gì đó nó vô cùng ý nghĩa, và anh không muốn ăn luôn và anh cũng không muốn làm gì cả, anh chỉ có ngồi trên cái giường đó và anh chỉ có buồn và suy nghĩ buồn và buồn. Nhưng mà khi mà mình yêu mà mình lại để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như vậy á, thì cô ấy có biết hay không? Và nếu như mà cô ấy không biết, hoặc nếu cô ấy mà biết thì cô ấy suy nghĩ như thế nào? Đầu tiên là bạn bỏ ăn rồi bạn ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy thì cô người yêu đó cũng có biết cái chuyện đó hay không? Thực ra thì cô ấy không biết đâu, tại vì em cũng không nói. Nhưng mà em cũng có nói những người bạn của em, và em không biết là những người bạn của em có nói đến cô ấy biết không. Em thì chỉ biết rằng là lúc đó là mình giống như mình không còn là mình nữa ấy. Mất bao lâu thì bạn mới có thể vượt qua được cái cảm giác trống trải, cái sự đau khổ đó trong tình yêu khi mà không nhận được cái sự đáp lại đó từ cô gái? Em cũng phải mất tầm một tháng khi mà em phải gạt ra những cái điều đó sang một bên để mà mình tập trung vào cái công việc của mình á. Thì ví dụ như là em làm nhạc này hoặc là em đi diễn này và chuẩn bị cho những cái sản phẩm mới ấy, thì lúc đó em mới bắt đầu là em vượt qua được cái khoảnh khắc đó. Em cũng không biết là cô ấy có biết cái điều đó hay không, nhưng mà cái mà em chỉ mong rằng á, khi mà khoảng cách mà chúng ta đang xa nhau như thế này thì em cũng chỉ mong là cô ấy tìm được người mà thương mình nhất này, rồi cô ấy cũng thương người đó này, rồi hạnh phúc này. Đó, em chỉ nghĩ được đến như vậy thôi. Lúc mà em theo đuổi người ấy á, thì em có mạnh dạn thể hiện bằng lời nói hay là bằng một cái cử chỉ nào đó nó quyết liệt hơn không? Hay là mình chỉ âm thầm mình quan sát từ phía đằng sau thôi? Thực ra là em có nói. Thế nên là khi mà cô ấy biết đến cái chuyện mà mình có tình cảm với cô ấy thì cô ấy mới giống như là không còn nhắn tin hay là không còn đi chơi với mình nữa. Đó, thì cái lúc đó là mình bị hụt hẫng rồi. Nghĩa là mình có nói rồi, mình đã tấn công rồi. Thế nhưng mà khi họ biết được cái điều đó ấy, thì họ không có đồng ý, và họ giống như là họ không chấp nhận được cái tình cảm của mình nữa.
Đó, thế nên mình mới chằm nằm trong cái khoảnh khắc mà mình buồn đến mức mình không ăn nữa. Nhưng mà thật ra Khang cũng đang thắc mắc là liệu cái việc mà mình có bao giờ xảy ra một cái trường hợp mà một chàng trai si tình một cô gái nhưng mà thời gian đầu thì cô ấy từ chối, nhưng mà chính vì cái sự quá là lì lợm, cái sự là kiên trì, cái kiểu mưa dầm thấm lâu đó mà cuối cùng thì người con gái đó là đổi ý hay không? Có bao giờ trong cái cuộc đời nó sẽ xảy ra cái tình huống đó không? Có, em nghĩ có chứ anh. Em nghĩ có rất nhiều. Nhưng mà cũng không phải là nhiều lắm. Bởi vì cái cảnh đó ấy, thực sự là nó bị đối lập cho nhau á. Và thực sự khi mà cái người con gái đó á, đã gặp rất là nhiều người đàn ông rồi ấy, rất là nhiều người yêu rồi á, thì họ mới nhận ra được rằng là cái anh đó đó là cái anh mà mình đã từ chối á, thì cái anh đó là cái anh mà thực sự mà dành cho mình quá nhiều cái điều quan tâm, quá nhiều cái điều tốt, và họ thực sự yêu mình. Đó, thì có những lúc họ đã bắt đầu là họ rung động, bởi vì khi họ quen những người khác rồi á, thì họ không được hạnh phúc và họ không được cái mà như mình mong muốn, gặp được cái người như mình mong muốn luôn. Đó, thì khi mà họ vấp ngã và họ bị trong cái hoàn cảnh mà họ cũng bị từ chối và họ cũng buồn, rồi sau đó họ sẽ suy nghĩ rằng là ai là người yêu mình nhất. Thế thì có bao giờ bạn nghĩ tới cái việc là người ta vì quá si tình mà vứt bỏ đi cả sĩ diện của chính bản thân? Cho ví dụ như là bạn ấy có thể quỳ gối cả tiếng đồng hồ để mà xin lỗi người yêu, hay thậm chí là đứng dầm cả trong mưa suốt hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để mong cô ấy chấp nhận cái tình yêu của mình. Wow, đấy là một cái mà họ yêu quá nhiều rồi. Họ yêu đến mức mà thực sự là họ không còn nghĩ đến bản thân của họ nữa. Họ chỉ nghĩ rằng là lúc này họ nên làm cái gì để mà cô gái ấy chấp nhận cái tình cảm của mình thôi. Thì thực ra thì cũng như em nói rồi, khi mà mình yêu rồi ấy, thì mình điên lắm. Crazy, gọi rất là điên. Gọi là nhiều khi mà mình không thể nghĩ được rằng là tại sao có những điều đó mà mình có thể làm được. Quỳ gối này, rồi dầm dưới mưa 5 tiếng đồng hồ, có thể là từ đêm cho đến sáng, để cô ấy có thể mở cửa để mà chấp nhận được cái lời xin lỗi của mình, hoặc là chấp nhận là được cái tình yêu của mình. Thì thực ra là đối với em ấy, thì em nghĩ rằng là đó là cái mà họ vì cái tình yêu, cái tình cảm của họ quá lớn, lớn đến mức mà họ bất chấp tất cả mọi thứ để mà họ có thể là làm cho cô ấy chấp nhận được cái tình yêu của mình ấy. Thì em nghĩ rằng đấy là những cái người mà điên, rất là điên. Anh đang nghĩ là nãy giờ chúng ta đang nói phản ứng nó xảy ra có một chiều, có nghĩa là thường chúng ta nghĩ là cái người trồng cây si bao giờ cũng là nam giới, và chúng ta nghĩ là nam giới sẽ đi cưa cẩm và chịu chấp nhận thiệt thòi, thậm chí là cả hình ảnh cũng như là danh dự của bản thân để cưa đổ đối phương. Nhưng mà nếu như quay ngược lại thì đó là một nữ giới, là một người phụ nữ mà trồng cây si thì như thế nào? Có nghĩa là họ yêu em hả? Ừ, ví dụ như là một cô nào đó theo đuổi em một cách cuồng nhiệt và hâm mộ em rồi, nhưng mà em không thích thì như thế nào? Cái này thì em cũng trải qua cũng nhiều á, cũng có có rất nhiều cũng có rất nhiều là cô gái cũng đã từng si tình em này, cũng đã từng yêu nhưng mà đối với em á, thì cái cảm xúc của em nó quyết định tất cả. Bởi vì khi mà thực sự cái người đó rất là xứng đáng với mình nhá, họ rất là yêu mình và họ vì mình rất nhiều thứ, và họ thực sự họ có đầy đủ mọi thứ nhá, họ từ sắc vóc cho đến sự nghiệp họ có. Thế nhưng mà đối với em ấy, thì khi cái cảm xúc của em á, mà nó không có tình cảm đối với người đó ấy, thì em rất là khó để mà có thể là chấp nhận và khó có thể là yêu được. Bởi vì em chỉ nghĩ đơn giản là nếu như mình vì một cái điều gì đó mà mình đến với người ta thì không phải là mình. Cái thứ hai, nếu như mình nghĩ rằng đây là người yêu mình nhất và chỉ họ mới là người dành cho mình nhiều nhất cái tình cảm hoặc là vì mình nhất ấy, thì em không nghĩ đến điều đó, bởi vì là em phải nghĩ đến cái cảm xúc của em nữa.
Bởi vì khi mà mình yêu rồi á, mà mình chỉ để họ yêu mình mà mình không yêu và mình thấy thương họ, đó không phải tình yêu. Và em nghĩ là nếu như mình yêu như vậy thì đó là có nghĩa là mình đang hại họ và giống như mình đang ác với họ. Thực sự là như vậy. Nếu như em chấp nhận được cái điều đó ấy, thì có nghĩa là em đang ác với họ. Bởi vì em không có tình cảm mà em lại đến với họ chỉ vì họ quá đáng thương, thì em nghĩ rằng là em không nên làm như vậy. Hãy để cho họ thức tỉnh hơn, để họ có được một cái tương lai và một cái tình yêu đẹp hơn, tốt hơn. Còn em giống anh một chỗ, một cái quan điểm đó là em có tâm sự với anh Khang những câu chuyện lúc mà trước khi mà em giao lưu với anh đó, là em là vậy đó, em mà không thích ai thì em sẽ chặn luôn ngay từ đầu. Em đừng có để cho người ta tốn công, tốn thời gian với mình rồi tặng quà, tặng ơn rồi này kia, mình mắc nợ với người ta nữa, rồi làm cho người ta đau khổ hơn. Cho nên là em lúc nào cũng dứt khoát ngay từ đầu cả. Hơi phủ phàng một tí xíu nhưng mà thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cái nỗi đau đó cứ dây dưa. Thật ra thì trong cuộc sống thì mỗi người thì có cách yêu khác nhau và thể hiện tình cảm cũng rất là khác nhau. Bây giờ thì thường thì anh hay nghe Chu Bin hát nhiều thể loại đó, nhẹ nhàng cũng có, sôi nổi cũng có. Nhưng mà thường á, trong tình yêu thì thường ta nghe nhiều hơn về những cái kiểu mà thất tình, sầu não. Bây giờ anh muốn thấy một cái hình ảnh khác của tình yêu mà nó phải sôi động hơn. Ngay sau đây thì em sẽ tặng cho Buka, tặng cho anh Nguyên Khang và tặng cho mọi người một cái bài hát mà nó cũng mấy năm rồi, tính giờ là cũng 4 năm rồi, nhưng mà cái bài hát này nó ý nghĩa lắm và mọi người cũng rất là yêu mến cái bài hát này. Nhưng mà hôm nay thì em muốn thay đổi với một cái phiên bản mới do chính em hòa âm phối khí luôn, đó là ca khúc Giả Vờ Thương Bin Được Không. Yo. Remix, yes. Ok. Em thương anh, em thương anh có được không? Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh gì chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để em gói ghém yêu thương, cất tên nơi mà không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em đi hết đoạn đường đời. Ở đây đó chỉ có anh và em thôi. Nơi yên bình nhớ nơi anh muốn, tất cả là sự thật. Những điều đó chắc khó lắm phải không? Bên em giờ đây chắc có hơi tràn đầy. Anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không. Em ơi anh lạnh lòng mà anh sợ lắm khi đâu anh về. Giả vờ như em thương anh có được không? 1, 2, 3, let's go! Trời, đây là lần đầu tiên được quẩy khi mà mình tâm sự như vậy á, anh Khang. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh gì chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để gói ghém yêu thương, cất tên nơi mà không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em đi hết đoạn đường đời. Ở đây đó chỉ có anh và em thôi. Nơi yên bình nhớ nơi anh muốn, tất cả là sự thật. Những điều đó chắc khó lắm phải không? Bên em giờ đây chắc có hơi tràn đầy. Anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không. Em ơi anh lạnh lòng mà anh sợ lắm khi đâu anh về. Giả vờ như em thương anh có được không?
sợ. Trời, không lâu lắm rồi. Âm thanh nó sáng chê hòa. Trời ơi, ánh sáng kìa, ánh sáng lấp lánh quá trời luôn kìa. Dễ sợ. Trời ơi, Buka quầy quá trời luôn. Trời ơi, Buka, Buka chịu chơi dễ sợ. Yeah, không biết là mọi người thấy cái bài hát mới của em thế nào ạ? Quá là sôi động, tụi anh có cảm giác như là biến nhà của mình thành hộp đêm. Yeah. Một cái bản mix rất là mới đúng không mọi người? Cảm ơn chúng mình rất là nhiều đã mang đến một cái nguồn năng lượng rất là tích cực trong thời gian mà mọi người còn đang ở nhà, ai ở yên nấy, và mang đến một cái không khí nhớ đến những cái quán cà phê mà nhạc sập xệ hay là đến những cái bức mà rất là sôi động. Dạ. Và nhưng mà hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái sân khấu, ở những buổi phim trường, những cái buổi quay hình để trở nên sôi động hơn. Cảm ơn anh Nguyên Khang, cảm ơn Nabuka đã cho em được cái enjoy cũng như là được chia sẻ cùng với mọi người với cái si tình trong buổi ngày hôm nay. Và xin chúc cho anh Nguyên Khang, Buka cùng với tất cả mọi người sẽ luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Cảm ơn mọi người, xin chào. Dạ, cảm ơn anh. Hai em, ba em. Buka, làm sao em có thể làm cái đèn chớp như anh bấm đó? Cái chữ xin á thì nó sẽ chớp thôi, nó ở chế độ chớp tắt. Xin bấm, đó hả? Bấm dimmer thì nó sẽ mờ ảo. Ờ ha. Đó, trời, thấy không? Bấm trời chân. Ơi. Trời ơi. Hay quá. Ai biết đâu, nãy giờ bấm bằng chân nó đôi, bởi vì đâu có nhảy đứng lên được. Nguyên Khang, sorry quý vị, là Nguyên Khang dùng chân nè, bấm qua. Như bấm qua bấm lại, nhưng mà giờ mới biết là nó có cái nút xin nè. Trời ơi. Dễ sợ không? Trời ơi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhập tâm vào cô gái si tình yêu đơn phương. Ngày hôm nay của anh tốt chứ? Chiều nay Sài Gòn dự báo có mưa đấy, nên anh ra ngoài nhớ mang áo mưa nha anh. Sao anh thức khuya thế? Anh ngủ sớm đi nhé, mai còn phải đi làm nữa. Chúc anh một ngày tốt lành. Anh cảm ơn em. Dạ. Lại là những tin nhắn không hồi kết. Lại là những tin nhắn không một hồi âm. À, có một hồi âm chứ. Và những hồi âm đó dường như chỉ là cho có. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. À, được rồi, cảm ơn em. Chứ nó chẳng có một cái sự gì quan tâm ngược lại cả. Rồi anh có một bạn fan mà đến bây giờ cũng đã gần cả năm trời đó, ngày nào cũng nhắn cho anh một tin nhắn. Ngày nào cũng nhắn tin nhắn vô fanpage, mà nhắn tin vào những cái câu chuyện mà nó không có liên quan gì đến anh, mà cũng chả liên quan gì đến bạn ấy, nhưng mà ngày nào cũng nhắn. Nhưng cũng có đôi lúc lại có liên quan đến anh, nhưng mà anh cũng không biết trả lời sao, nên thôi anh chọn rơi vào cái thái độ im lặng. Tại vì nếu anh mà trả lời thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ lại tiếp tục cái câu chuyện đó nữa, nên anh đành chọn cách im lặng. Nhưng mà anh càng im lặng thì người ấy lại càng gửi nữa, và dẫn đến anh im luôn, không nói gì nữa cho đến tận bây giờ. Nhưng mà vấn đề anh là anh rơi vào cái tình thế, cái nội dung cô ấy nhắn cho anh là muốn về tình cảm hay là chỉ là muốn về fan với thần tượng, chỉ muốn được giao lưu thôi, tâm sự về cuộc đời của cô ấy đa phần là như vậy, tìm một người chia sẻ đúng không, với những cái cảm xúc của bạn ấy rồi đôi khi cũng, và qua những cái lời đó thì anh cũng hiểu rõ được ý của bạn ấy là muốn làm quen với mình, nhưng mà không thừa hơn khó lắm. Thật sự là chúng ta là hai thái cực khác nhau. Mà bây giờ nếu như mà anh lịch sự anh từ chối thì cũng khó, nên thôi anh chọn cách im lặng. Dạ. Còn sau khi mà tâm sự xong thì em cảm thấy như thế này, ở bản thân em thôi nha. Thì em thì em không thích si tình, chỉ là không thích thôi, chứ không lên án hay là nói cái đó là không đúng cả. Tại vì trong tình yêu, trong tình cảm thì nó muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi khác, tình yêu của mỗi người mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Cho nên là khi người ta si tình một ai đó thì cái đó là cái điều đáng trân trọng, chứ không phải là em bác bỏ cái điều đó. Nhưng ở với bản thân em thì em không thích, em không thích người ta chồng cây si em. Tại vì em với em là yêu là phải từ hai phía. Còn người ta chồng cây si em như vậy thì đôi khi em cảm thấy ngại, rồi em có lỗi, em cảm thấy không thích cái chuyện đó. Cho nên là
em chỉ mong muốn là nếu như mà mình có cơ hội trong cuộc sống này, mình có cơ hội thì mình cứ hãy thổ lộ một lần, hãy thử tỏ tình một lần xem coi nó như thế nào rồi mình mới tính tiếp, chứ đừng có trồng cây si mê một cách gọi là im lặng, không thổ lộ cái tình cảm của mình. Đôi khi người ta cũng đang chờ mà nó, người ta biết là người ta thích mình. Người ta là ai? Chưa nha, từ từ nha. Đôi khi á, là một cô gái hay một chàng trai biết là cái đối phương nó thích mình đó, nhưng mà người ta cũng cần một cái lời tỏ tình chính xác, gọi là phải mở đèn, mở lòng, mở lời ra, chứ đừng có mà trồng cây si trong im lặng nha. Còn trồng cây si đó là một chuyện trong tình yêu thì cũng rất là đẹp, rất đáng để trân trọng. Tại vì em thấy là có nhiều thơ ca, có nhiều bộ phim, có nhiều tác phẩm nói về cái việc trồng cây si này. Chúng ta cũng đã học được, đọc qua rất là nhiều rồi. Nhưng tuy nhiên cái sự si tình nó nên ở trong thực tế thì nó nên ở một cái mức độ nào vừa phải chấp nhận. Và đừng nên để cái sự si tình đó nó làm ảnh hưởng đến con người mình, chính bản thân mình và tự hành hạ bản thân của mình. Vì chưa chắc là khi mình đau, mình bị tổn thương thì cái người kia người ta sẽ rung động đó. Mà trước hết những người khác nhìn vào sẽ thấy là mình là kẻ dại khờ và đôi khi hơi có phần ngốc nghếch trong tình yêu, đúng không ạ? Và đúng như là Buka cũng đã chia sẻ là yêu là phải nói, yêu là phải tỏ tình. Nên nếu như mà người ta không chấp nhận thì ít nhất mình cũng biết được kết quả nó là như thế nào, chứ không phải cứ tương tư mong chờ để rồi hy vọng và lãng phí cái thanh xuân của mình. Thì mình cứ thổ lộ tình yêu của mình đi, mình có thể mình giữ đó, nhưng mà mình chờ đến đúng thời điểm mình thổ lộ, chứ không phải là nói cái là yêu cái là nói liền được. Nhưng mà cũng phải đúng thời điểm thì đôi khi nó mới thành công. Thì hy vọng là tất cả chúng ta sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mình, mà sẽ không phải trồng cây si một cách buồn, rồi tổn thương, rồi cảm thấy mình là người thiệt thòi trong tình yêu. Hãy cứ yêu hết mình và sống hết mình nhé. Chúc tất cả đều có thể hạnh phúc. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chợt theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng, vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu. Em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy. Thế không phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào, rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Xa lấy càng trong vắng, tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mến sâu bờ môi, ấm áp dịu dàng với anh. Em đã bao lần yêu rồi. Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà anh lỡ dành cho em. Giờ mây đen nguyện thành bão, dòng tố đang dần kéo đến. Trời non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa. Mưa rơi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn lắm. Sâu bờ môi ấm áp.
chắc chắn không chỉ yêu mà anh đã dành cho em. Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến, trời non háo hức đang đợi mưa. Rất giống em ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn lạnh. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười nguyện sao mà môi ấm áp dịu dàng với anh. Em đã bao lần hẹn gió nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh. Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến, trời non háo hức đang đợi mưa. Rất giống em ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh.